Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Furina là một phần của thủy thần rồi. Với sự cố gắng của một người bình thường trong suốt 500 năm qua đã đủ để Furina trở thành thủy thần ở trong lòng của rất nhiều người chơi. Chính trong cái video cốt truyện của MiHoYo đăng trên YouTube thì có hàng ngàn bình luận gọi Furina là thủy thần tuyệt vời nhất ở trong Xenoblade. Vậy thì đằng sau Furina còn có những cái bí mật gì mà chúng ta không biết hay không? Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ tóm tắt nhanh 10 bí mật của thủy thần Furina có thể mà bạn chưa biết. Chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Giờ thì intro nào. Số 10, xuất thân. Thủy thần Phakalos tự tách bản thân ra làm hai hình dạng này. Một đó là dạng linh hồn ngụ ở trong chiếc đồng hồ phán xử ở viện ca kịch ấy. Còn một dạng khác chính là cơ thể của con người, lấy tên là Furina, mang cái mong ước là được trở thành con người thật của thủy thần để sinh sống trong xã hội loài người. Furina thì không hề có phép thuật hay là thần lực gì cả. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi, nhưng bị dính cái lời nguyền bất tử mãi mãi cho đến khi linh hồn của thủy thần biến mất. Số 9, vở kịch 500 năm. Furina là một cô gái bình thường nhưng lại được biết một cái bí mật động trời đến từ chính Phakalos về cái lời nguyền nước biển khởi nguyên. Từ đó thì Furina đã buộc phải gánh vác cái trọng trách đóng giả thủy thần để có thể giúp cho người dân Fonten không bị lời nguyền nhấn chìm hóa thành nước. 10 năm, rồi 100 năm và cuối cùng là 500 năm. Đến chính bản thân của mình trước kia thì cô ấy cũng đã quên mất rồi. Furina rất cô đơn trong cái vở kịch dài đằng đẵng như vậy. Cuối cùng thì kế hoạch của thủy thần đã thành công. Người dân ở Fonten đã được xóa bỏ lời nguyền này. Neuvillette lấy lại được sức mạnh của mình. Furina thì được tự do. Nhưng trong bản thân của cô ấy biết rằng là cô ấy đang trống rỗng. Số 8. Thiên tài diễn xuất. Bỏ qua toàn bộ những chức vị hay là thân phận của Furina tại Fonten thì người dân nơi đây luôn công nhận rằng Furina chính là thiên tài ca kịch. Bất cứ một cái vở kịch nào từ bình thường cho đến kinh điển này, bất cứ một cái vai diễn nào từ bi kịch cho đến hỉ kịch, Furina đều có thể đảm nhận được nó một cách chuyên nghiệp và hòa mình vào nhân vật đó. Nhờ cái tài năng như vậy thế nên là Furina chính là đại minh tinh ở trong mắt nhiều thế hệ già, trẻ, gái, trai của Fonten trong suốt 500 năm qua. Số 7. Thành viên Salon. Furina rất cô đơn, ngoài những cái lúc xử án và diễn kịch ra thì phần lớn thời gian Furina đều tự nhốt mình tại thư viện của Fonten, nơi cô bầu bạn với những cuốn sách, với những trang sách. Trong một lần vô tình đọc được một câu chuyện cổ tích ít thấy tại thư viện ấy, nói về một cô hầu gái làm việc trong dinh thự nguy nga. Nội dung của câu chuyện khá giống với vở kịch Beauty and the Beast nổi tiếng ngoài đời của chúng ta, nhưng mà đã được cải biên các tình tiết và tên của nhân vật để phù hợp với cả The Cinepack. Ba nhân vật ở trong chuyện đã trở thành bạn tưởng tượng của Furina từ khoảnh khắc đó. Cho đến khi mà cô ấy có được cái vision của mình, thì ba người bạn này đã hóa thành ba người bạn mang hình dạng của bạch tuộc này, của cua này và của cá ngựa xuất hiện bên cạnh của cô nàng. Số 6, Navia. Để nói về mối quan hệ của Furina và Navia thì chúng ta phải quay trở lại cái thời gian trước đó khá lâu, khi mà bố của Navia có tên là Quý Ngài Kalas. Ông đã quyết chiến với cả kỵ sĩ đại diện Glorin để rồi ngã xuống. Furina đã thực sự bị ấn tượng bởi sự kiên cường này, mạnh mẽ của ông. Cho đến hiện tại thì cô ấy đã nhìn thấy hình bóng của Ngài Kalas trên người của Navia. Ngoài ra thì Navia còn làm bánh rất là ngon nữa. Furina luôn muốn tiếp cận Navia để hỏi xem là cái bí quyết làm bánh của cô gái ấy là cái gì mà ngon như vậy. Số 5. Nghiện mua sắm. Từ khi mà rũ bỏ cái vai diễn thủy thần thì Furina nhận thấy rằng trước kia để giữ cái hình tượng thủy thần, cô ấy đã bỏ qua khá là nhiều những cái hưởng thụ trải nghiệm của cuộc sống. Chính vì vậy thì Furina gần đây đã bắt đầu đam mê mua sắm. Nào là túi trà 7 màu lung linh này, dao nĩa tự động này, dây cương chuyên dùng cho cá ngựa này, vân vân. Cuối cùng là sau khi mà nhận hàng ấy, cô phát hiện ra rằng phần lớn những cái thứ này đều không dùng được, nên cô đã đưa hết những cái thứ đó cho đoàn kịch để họ làm đạo cụ biểu diễn. Chả hiểu sao lúc nhìn trên ảnh thì thấy nó rất là hữu dụng, mà lúc bây giờ nhận được rồi thì thấy nó chả có ích gì thế nhở. Đây chính là câu hỏi mà Furina vẫn hay hỏi mình. Số 4. Bánh ngọt là ưu tiên hàng đầu. Có lẽ không ai có thể kháng lại cái sự hấp dẫn của đồ ngọt, nhưng mà với Furina thì nó có phần đặc biệt hơn. Gần như tất cả những cái đồ ăn của cô ấy đều là bánh ngọt từ sáng, trưa, chiều, tối. Những lúc rảnh thì ngoài việc mà đọc tiểu thuyết ra đấy, Furina cũng thường tìm hiểu về cách làm các loại bánh ngọt. Nhưng mà rất tiếc rằng là có lẽ tìm hiểu chỉ là cái lý do mà thôi. Mục đích chính ấy thì vẫn là để ăn được nhiều bánh ngọt hơn.
Với Furina thì nếu bắt đầu ngày mới không có bánh ngọt, tâm trạng của cô ấy sẽ đi xuống rất nhiều, thậm chí là cáu gắt nha. Nhưng người dân ở Fontaine thì lại thấy rằng đây là cơ hội hiếm có, khi mà đâu phải lúc nào họ cũng có thể thấy được cái vẻ tức giận của Furina đâu. Số 3, Glorin. Có lẽ để nói rằng người được Furina tin tưởng nhất là ai ấy, thì người đó chắc chắn là Glorin, kỵ sĩ đại diện ở Fontaine ấy. Cô ấy đã từng đứng bên cạnh để bảo vệ cho Furina không ít lần. Chính từ những cái khoảnh khắc như vậy đã khiến cho hai người dần trở thành bạn ở trong vô hình thôi. Cho đến khi mà Furina không còn phải đóng vai, đóng giả làm thủy thần nữa, thì Glorin đã đến nhà và rủ Furina đi gặp gỡ bạn bè của cô ấy. Khi còn làm thủy thần ấy, Furina thường từ chối những cái buổi gặp mặt đông người như vậy. Nhưng mà hiện tại thì Furina của chúng ta chỉ là Furina thôi. Cô ấy đã đồng ý cái lời mời này của Glorin, và kết quả là nếu không phải là Glorin ngăn cản thì Furina của chúng ta thậm chí là còn cầm cốc rượu đứng trên bàn để biểu diễn cho mọi người mất rồi. Glorin biết rằng là từ cái khoảnh khắc mà thủy thần hạ màn ấy, thì Furina của chúng ta đã được tự do rồi. Số 2, tự do của Furina. Furina đã diễn cái vai thủy thần ở trong suốt 500 năm, lâu đến nỗi mà chính cô ấy cũng đã quên đi bản thân của mình trước kia là cái gì rồi. Hiện tại thì vai diễn đã không còn, Furina thì vẫn đang từng bước đi tìm lại bản thân của mình. Với nhiều người ở Fontaine ấy, khi được xóa tội khỏi nước biển khởi nguyên này, cái lời nguyền ấy, thì họ đã được tự do. Nhưng với bản thân của Furina, tự do lại chính là cái sự vô định về tương lai này. Sau khi mà cô ấy rời cái sảnh phúc luật, thì Furina đã nằm nhìn trần nhà cả ngày chơi, vì cô ấy không biết là mình sẽ phải làm cái gì trong khoảng thời gian tiếp theo. May mắn thay thì Furina đã dần thoát khỏi cái trạng thái trầm cảm với sự giúp đỡ của những người mà cô ấy quen biết, tìm lại được cái mục đích sống của bản thân mình sắp tới. Đó chính là từ bây giờ cô ấy sẽ diễn tiếp cái vở kịch của chính bản thân mình, chứ không phải của bất cứ một ai nữa. Số 1, Vision. Vở kịch Tinh Linh Nước Nhỏ Bé vốn đã bị hủy rồi, nhưng nhờ có Furina mà vở kịch này đã được diễn ở trên viện ca kịch. Đó cũng chính là cái vở kịch đầu tiên Furina nhận lời làm diễn viên chính do một cái sự cố bất khả kháng của nữ chính trong vở kịch. Theo kịch bản thì kết thúc vở kịch sẽ là một chiếc Vision đạo cụ rơi từ trên trời xuống và chìm vào biển sâu nha các bạn. Nhưng vào cái đêm diễn chính thức đấy ấy, một chiếc Vision thuộc về Furina đã xuất hiện. Vision này thì cũng giống như cái phần thưởng cho quá khứ 500 năm của cô ấy. Khi được phỏng vấn về chiếc Vision sau buổi biểu diễn, Furina đã rất điềm tĩnh chia sẻ về nó và có một vài lời khen nữa. Nhưng sau khi mà rời khỏi cái viện ca kịch, cô ấy đã ngay lập tức đi tìm cái tên huyền thoại địa phương lần trước ấy, từng đánh đuổi cô ấy để báo thù. Và kết quả thì tất nhiên chúng ta cũng đều biết thôi, Furina lại tiếp tục ăn hành. Furina rất chi là không phục. Cả đêm hôm đó thì cô đã nghiên cứu chiếc Vision mới này, khiến cho cả cái tòa nhà đấy ngập tràn nước, làm cho cô mất cả đêm để dọn dẹp. Đến hiện tại nhá, Furina vẫn chưa quên được cái mối thù với cái tên là huyền thoại địa phương kia. Furina là một cô gái kiên cường, nghị lực, bền bỉ. Có lẽ trong lòng của mọi người với 500 năm qua của Furina thì cô ấy chính là thủy thần. Thần đâu cần phải có thần lực đâu các bạn, như Furina là đủ rồi. Dù hiện tại thì Furina vẫn đang từng bước đi tìm lại bản thân của mình, thích nghi với cuộc sống của chính cô ấy. Nhưng với mục tiêu sẽ tự diễn vở kịch thuộc về bản thân của mình thì chắc chắn rằng là không lâu nữa cô ấy sẽ lại tỏa sáng bằng cái tài năng của bản thân mình. Trong cuộc sống của chúng ta thì luôn có những cái người đeo mặt nạ. Các bạn có thể gặp ở bất cứ một nơi nào, như là công ty này, lớp học này, ngoài đường này, thậm chí là những quán trà đá vỉa hè các bạn cũng có thể gặp được. Không ít trong số họ thì đang diễn những cái vở kịch của người khác, sống để làm hài lòng người này, để vừa lòng người kia. Cho đến khi mà họ tìm được cái vở kịch thực sự của cuộc đời họ đấy, thì lúc đó những cái người như vậy họ sẽ trưởng thành và thành công. Rất tiếc rằng là cũng có những cái trường hợp họ tìm cả đời chưa chắc đã thấy cái vở kịch của họ là cái gì. Hy vọng rằng là mỗi chúng ta đều có cái sự an nhiên với hiện tại và hưởng thụ nó. Suy cho cùng thì cái vở kịch của hiện tại mới là thứ mà chúng ta đang có này và đang sở hữu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Giờ thì Bảy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and I'll see you again.